Cô là ai vậy? Đương kim đại tiểu thư, nhà giàu của tiệm đá quý. Gia đình của cô phá sản, lên gia đình tôi mượn tiền về làm ăn chứ gì. Tôi có nghe nói không có đơn giản lên đây á, mượn tiền là người ta đưa đâu, phải phục vụ người ta. Cái gì phục vụ? Nghĩ sao vậy? Cởi áo ra đi. Ê, đừng có sầm sỡ tôi nha, tôi đục anh cái giờ á. Trời nó nóng, tôi kêu áo, cởi áo ra cái gì đâu. Không thích. Làm như tôi thèm cô lắm vậy. Không thích thì thôi, ngồi xuống đây. Dướng quá. Phục vụ tôi đi. Cái gì? Phục vụ tôi đưa tiền cho. Phục vụ? Ê, mới chích ngừa đau nha. Còn mắc gì kia tôi phục vụ? Phục vụ là đáp ứng cái nhu cầu tôi thôi. Làm gì làm gì? Làm cho tôi vui đi. Cô kể một câu chuyện vui chẳng hạn. Một câu chuyện vui hả? Đúng. Ngày giữa ngày xưa, có một bác tiều phu đi vô rừng đốt củi. Mà biết bao nhiêu chuyện không chịu làm đi đốt củi rồi sao? Biến ra khỏi nhà tôi liền. Làm gì trời của người ta ra ngoài? Dù gì nó lây, ra ngoài liền. Ra ngoài liền. Thôi, kể chuyện thì tôi cũng kể rồi đó. Chuyện vui, quá trời vui, không chịu cười. Thôi bây giờ tôi thấy cô cũng có cố gắng đó, tôi tạm chấp nhận cô. Bây giờ cô ở trong nhà này, cô làm công chuyện chân tay đi. Làm đủ tôi đưa tiền. Được. Được không? Được. Chắc nha. Cậu chủ ơi, ra đi. Đây đó hả? Cái gì là... Anh là gì vậy? Ocean. Cô đứng lên. Không có ngồi ngang hàng đứng dậy đàng hoàng. Điều đầu tiên mà cô phải làm là... Ê, đi lên chơi đồng cù chơi đúng không? Chơi đồng cù chơi đồng cù. Lên đồng cù chơi không? Cô mặc bộ đồ đó cụ lên thấy cô nó không chạy tụi con cô luôn á. Đây không có đồng cù, đồng gà kìa. Đi bắt gà đi. Đi bắt gà. Nếu như cô không làm thì đi về đi. Mệt bắt nè. Cái con gà kia đứng lại. Phải đứng lại chứ, cái con gà điên này. Trời ơi, để sao vậy, đứng lại đi coi trời ơi. Ê, sao biết bao nhiêu công chuyện không kêu người ta làm, kêu bắt gà làm chi cực vậy? Vui mà đúng không, cậu cũng thích mà. Thích cái gì, làm cực người ta dù gì cũng là tiểu thư mà. Giỡn giỡn quá vậy. Tiểu thư thì kể chứ. Nhưng mà nói nghe nè nha, giả làm cậu chủ thì giả sang lên chút xíu. Rồi sang. Đừng có bừng quá, đã khi dễ mình đúng không? Chứ ai như cậu chủ đóng vai ô xin á, nghèo hèn vừa vừa thôi. Tôi hơi bần bần chút xíu á chứ cũng đâu hèn như cậu chủ đâu. Chắc mặt tao hèn bẩm sinh rồi. Vô. Vô. Ơi, nghỉ bắt gà đi. Mệt quá, mấy con gà đâu mà lì chàng chủ vậy. Trời ơi, ổn vậy? Cho đi cả buổi không bắt được con gì về ăn hả? Có. Đâu? Mà không phải con gà con này nè. Hả? Rồi múc vậy biết chừng nào mới xong. Múc không được. Trời đất ơi, cái xô người ta. Thấy không? Người ta đổ hết nước đi. Có đường ta múc, ta chỉ cần hả? Đó không? Rồi. Đầy xô thấy không? Người ta khích. Trời ơi. Chứ mệt quá. Anh nghĩ làm sao vậy, anh dục cái xô với nó. Hồi nãy giờ hả, tôi múc không được, tôi dục cái này 4 cái rồi đó. Cái này là cái thứ 5 đó. Để tôi múc phụ cô thôi. Còn một cái cuối cùng nó cẩn thận giùm tôi một cái. Rồi, múc này múc đi vô đâu? Vô phòng tắm cô hả? Không, không có vô phòng tắm, vô bếp. Trời ơi, anh dục cái đó xuống rồi lát múc bằng cái gì? Cô vô bếp làm gì? Thì cậu chủ anh kêu là ăn cơm phải lấy nước giếng nấu. Trời đất ơi, cái thằng này. Phúc. Dây, ai kêu tao hả? Tao kêu mày nè. Mày kêu người ta làm này phải không? Dạ. Ai mượn? Ai biểu rảnh quá à chị? Người ta là tiểu thư, muốn sai gì sai nhẹ nhàng thôi. Mà kêu người ta làm gì sao người ta làm nổi? Ủa, cái chuyện này là sao vậy? Để tôi giải quyết. Nè, tao phạt mày lụm hết mấy cái xô trong cái giếng này ra, nghe chưa? Không sạch là tháng nữa không trả lương, biết chưa? Ê, nói vậy là anh... Anh xin lỗi em, giờ nói thiệt luôn, anh là ông chủ của nhà này ha. Tại vì anh qua anh muốn chọc ghẹo, anh giỡn, anh giao lưu với em thôi. Anh thử lòng em coi có phải là cái người chịu khó không ha. Cái thằng này anh kêu nó làm cậu chủ, nó sai mới kêu nó làm nhẹ nhẹ thôi. Sai em làm quá trời anh quạo chứ. Thôi bây giờ vậy, thấy em cũng có lòng, ngày mai anh sẽ đưa tiền cho em. Em đem tiền đem về cho ba. Còn một chút xíu nữa tắm rửa sạch sẽ, đi lên đồng cù chơi với anh. Nhớ mặc đồ đẹp để nó chụp hình. Đi lên đồng cù chơi.
ơi. Hello cậu chủ. Thôi xin lỗi. Cậu chủ muốn ăn cơm bằng nước giếng hả? Hay muốn xuống giếng nằm không? Thôi xin lỗi. Tôi nói cho mấy người biết nha, trước khi mà tôi về Sài Gòn á là tôi kêu cậu chủ đuổi việc mấy người. Thôi đừng làm vậy mà. Không được. Không được làm sao? Không buồn đâu, không được. Thôi nói chung là bây giờ muốn chuộc lỗi đúng không? Muốn. Hồi nãy nghe nói gì không? Sao? Đồng cù. Ừ, hẹn hò. Mà giờ không có đồ, giờ sao? Tôi giúp cô chuẩn bị đồ để lên đồng cù hẹn hò với cậu chủ nha. Thì giúp thì hết bị đuổi việc. Ok. Vì buổi hẹn hôm nay của chị là đôi cừu nên em sẽ tư vấn cho chị phong cách boho nha. Phong cách boho là phong cách sao? Đặc trưng của nó lúc nào cũng là phong độ rộng rãi, thoáng mát. Điểm nhấn ở đây thường là họa tiết hoa cỏ. Đặc trưng của phong cách boho hay hippie những cái thời kỳ này là những chiếc quần jean ống loe không làm cho người phụ nữ cảm thấy gò bó, mà tạo cảm giác là được tự do phóng khoáng bộc lộ bản thân mình. Mà không gì phù hợp hơn những chiếc quần jean ống loe này, đó chính là những chiếc áo crop top họa tiết hoa lá. Hôm đó mình có mặc quần áo có hơi hướng bình thường đi nữa, nhưng chỉ cần những chiếc áo khoác ngoài như phong dáng kimono thế này vẫn là họa tiết hoa lá, thì vẫn làm bật lên được cái chất boho trong mỗi người chúng ta. Đặc trưng khác của boho đó chính là những chiếc áo hay những chiếc đầm tunic không có đường bo, rộng rãi, suông và thoáng mát, với những cái họa tiết hoa trên nền chất liệu là ren hoặc là voan. Chị vẫn muốn phối với lại chiếc quần khi nãy, chúng ta vẫn có thể được phối được một bộ như thế này. Thường những thời kỳ đầu người ta thường tập trung vào những màu nóng. Đây là một chiếc đầm mang đậm tính chất boho, vì đó là màu đỏ, họa tiết hoa văn li ti, màu sáng, nhưng mà không hề có những đường may mà làm cho bó sát, làm cho kiểu cơ thể cảm thấy bị gò bó, không thoải mái. Nhắc đến boho, ai cũng nghĩ đến là thiên nhiên hoặc là những cái gì thuộc về đồng quê. Nhưng mà boho ngày nay đã đi vào thành thị rồi, không thể không nhắc đến những họa tiết pop art sử dụng những màu sắc rất rực rỡ, khác với những màu nhã nhặn khác. Đây là một chiếc khăn mang họa tiết là thổ cẩm. Thì trên đó mình có thể sử dụng chiếc khăn này biến hóa thành những cái item thời trang giống như là áo hoặc là đầm. Mà canh lúc người ta chuẩn bị đi chơi có là mưa như này. Anh coi dự báo thời tiết rồi,
mưa cả ngày chắc em không ngắm cù được đâu. Không mấy giờ ở nhà với anh, mình ngắm cảnh vật xung quanh em nha. Anh ơi, ra đây nhìn cái này nè, cái này đẹp lắm nè. Đúng rồi, dễ thương quá. Cảnh vật con người và thực vật hòa trộn lại với nhau, hữu tình của em à. Nhìn cứ như một bức tranh á anh vậy. Nét đẹp lao động. Con người